chào tất cả mọi người đã đến với video clip của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình có mời được một người bạn rất là thân của mình tới đây luôn. Đó là bạn Thị Vu. Đây là Thị Vu nè. Thị Vu là cái cháu cưng của mình đã nuôi được 2 năm rồi đó các bạn. Nè, hiện tại thì Thị Vu nằm ở trên bàn, các bạn thấy không? Nó rất là dễ thương, nó còn đeo một cái dây chuyền hình con Hello Kitty. Và thôi, thì không biết hôm nay chiếc lòng dự kỳ sẽ cho chúng ta món quà gì nữa ha Thị Vu. Bây giờ thì cùng xem thế nào. 1, 2, 3. Wow, các bạn ơi, tập này cũng là slime luôn nè. Mình ước kỳ tập sau mình sẽ được làm slime thử ha. Ok, thôi bây giờ cho slime trước đi. Nè, tụi mình đi tập slime á Thị Vu. Hiện tại thì mình đang được tặng chiếc lòng dự kỳ cho mình 3 hộp slime đây nè, 2, 3. Một hộp slime trong các bạn có thể thấy nè. Còn đây hả, là cũng là một hộp slime trong mà theo kiểu pha nhũ bạc vào trong á. Thì muốn thích. Và cuối cùng là slime slime cho sữa hay là slime gì đó cũng không biết, bây giờ coi thử nha. Và bây giờ thì mình sẽ chơi thử hộp slime này trước nha. Và đây chính là hộp slime của chúng ta. Mấy cái này dễ luôn. Ở trong này thì nó còn có những cái kim tuyến hình trái tim, các bạn có thể thấy nè. Slime này thì nó không có dẻo, nó không có dẻo lắm á, nó chỉ được cái là nghe tiếng là sticky thôi, chứ ngoài ra thì nó rất là bị cứng, mà cho sticky thì nghe tiếng rất là đã nha các bạn. Slime tiếp theo chính là slime màu tím này. Nếu như mình được đặt tên thì mình sẽ đặt tên cho nó là trà sữa khoai môn. Nhìn xung quanh đó thì nhìn rất là đẹp. Và đây chính là cái slime của chúng ta. À, đặc biệt nó có cái jam ở trong phim Cookie hoặc Monster Cookie, các bạn có coi không? Nhưng mà thực sự chứ là vì do ngâm ở trong slime quá nhiều nên cho nên nó bị thấm, và hai cái mắt từ màu trắng chuyển ra màu tím. Xong bắt đầu cái mặt của nó nha các bạn, là nó mặt màu đỏ, mà bây giờ nó ra mặt màu theo kiểu mà đỏ và là đỏ tím luôn. Xong mình sau cái màu trắng ra màu tím luôn, ghê không? Thôi được rồi, bỏ qua câu chuyện này đi. Đặc biệt là cái slime này nó có một cái mùi gì ta, có mùi sữa nè, với lại mùi vani trộn lại rất là thơm luôn, nghe muốn ăn là tới luôn. Thầy Vũ, chi giờ cách làm ra cái này á thì nó có gồm có những thứ như sau. Rằng là đầu tiên á là mình làm một cái slime theo kiểu slime kêu sữa mà slime bình thường thôi, xong rồi mình bỏ lotion vào trong. Cái tiếp theo mình cho clay vào trong đó, và còn lại thì mình cho 1/3 slime cloud cream vào trong này. Xong rồi thì ra được một cái slime rất là đã luôn nè, các bạn có thể thấy nó kiểu một tí bít tờ, một tí cloud cream á.
trong này có những hạt cốm nhỏ nữa. Và một cái slime cuối cùng là slime trong. Wow. Trên này có hai viên mút tròn nhỏ nè. Để mình lấy ra coi thử nha, nhưng mà tay mình cần chính một cái slime màu tím nên em sẽ cho nó vào. Giờ mình sẽ lấy hết cái slime trong này ra nha. Wow, các bạn ơi, khi mà lấy ra ngoài thì nhìn nó mới trong quá chứ trời. Nếu mà hồi nãy nhìn trong hộp thì nhìn nó kiểu nó bị bong bóng luôn. Nhưng mà giờ nhìn cho nó ra ngoài thì sợ mà nó thấy là nó trong luôn. Rất là trong luôn. Các bạn có thể thấy cái này đẹp ơi là đẹp. Có vẻ khách mời của chúng ta hôm nay rất là thích những cái cục slime này. Thấy nãy giờ thì luôn nằm quất đưa liên tục luôn. Đưa nó sao? Không bị lớn ha. Thôi được rồi. Cái slime này thì có một cái màu xanh ngọc. Slam thì tại vì chất tài dao vận chuyển cho nên nó khá là cứng, nhưng mà nói chung thì cũng dẻo, không đến nỗi mà bị chảy hết ra ngoài tay. Như vậy là đã là một tập rồi. Và đặc biệt thì Slam này đã có một cái màu xanh ngọc bích nè, rất là đẹp luôn. Mới đầu á, lúc mà ở trên thì mình thấy nó có một cái màu tím với lại màu xanh, giờ trộn ra rồi đó, cái màu xanh nhẹ vậy thôi. Là một cái quả ngon này, nó dễ thương. Còn đây nè. Và đặc biệt cái này không có bị mùi hôi gì nha các bạn, nhưng mà mình không biết để lâu dài thì nó bị chảy thôi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình bỏ vào trong này thôi. Tới đây thì video clip của mình cũng đã kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Và các bạn ơi, các bạn hãy comment cho mình biết tập sau chiếc vòng chuyện cười sẽ cho chúng ta món quà gì nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.